Xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay, Học Văn Chị Hiên sẽ cùng với các bạn đi tập đếm từ 1 đến 100 nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Vậy là chúng ta đã đếm xong từ 1 đến 100 rồi đó. Các bạn hãy xem lại video thật nhiều lần và tập đếm thật nhiều để có thể đếm một cách thành thạo nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.